Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 29 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay bên em lại về ít sản phẩm điện thoại cũ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên em, bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối bên em ra điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm bên em buổi tối ngày hôm nay giới thiệu các bạn là hai chiếc Samsung S7e. S7e nhé. Đấy. Hai chiếc Samsung S7e này thì là con này thì bên mình sẽ nói chuyện qua về cấu hình của nó. Tại vì con này ngày trước nó là gì nhỉ? Con này màn hình của nó là màn hình là 5,5 inch. Đấy, tràn viền nhá, 5,5 inch tràn viền ạ. Cấu hình con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Đấy. Đấy. Con này là phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB ạ. À, S7e đấy. Này. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Hình thức máy rất đẹp nhé, máy đẹp như là mới luôn nhé. Con màu gold này thì là máy đẹp là còn zin áp suất luôn các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn máy đẹp chưa? Đấy, máy rất là đẹp ạ. Đấy. Đấy, con màu gold này, máy zin áp suất nhá. Đấy, con màu gold này, máy zin áp suất rất là đẹp ạ, bản 64GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 100k nhé. Đấy, 3 triệu 100k đấy. Sản phẩm Samsung S7e đấy. Đấy. Tại vì sao S7e bây giờ nó vẫn đắt không các bạn ạ? Tại vì ngày trước nó ra con này nó là siêu phẩm mà các bạn nhé. Nó ra mấy chục triệu cơ. Đấy, nó hot như kiểu là iPhone Max Pro bây giờ cơ. Đấy, thời điểm nó ra là mấy chục triệu cơ. Đâm bây giờ nó rất giữ giá. Màn hình thì màn hình nó là 5,5 inch. Độ phân giải của nó là 2K. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhá. Pin là 3600. Camera nó chụp thì quá tuyệt vời luôn. Nói thật với các bạn luôn nhá. Các bạn mua những sản phẩm đời mới bây giờ nhá. Nói thật các bạn mua sản phẩm S7e này dùng, nói thật các bạn còn sướng gấp tỷ lần luôn. Mình nói thật với các bạn luôn. Đấy, cam trước này. Các bạn bán hàng livestream các bạn sản phẩm S7e này quá tuyệt vời luôn. Đấy, con bản RAM 64GB bên mình đang bán với giá cho các bạn là với giá là 3 triệu 100k thôi. Các bạn đi lao tiền mua sản phẩm Oppo hay là Samsung đời mới bây giờ, nói thật với các bạn mua sản phẩm này dùng sướng gấp tỷ lần. Mình khẳng định với các bạn luôn. Tại vì những cái thời điểm của mấy con này mới ra nó tận 20-30 triệu cơ. Đâm lúc đấy từ nhất là cái lúc đấy nó sẽ châm chút vào sản phẩm S7e từ chip về cấu hình về chụp ảnh rất là nhiều, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng đi, về chỉ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất là ít nhá. S7e mình sẽ nghe thử nhạc cho các bạn luôn, nó hay mỡ độ nào luôn đấy. RAM là RAM 4GB thì chạy quá là nhanh luôn, RAM 4GB nó chạy nhanh lắm, nó không như RAM 4GB bây giờ. RAM 4GB của ngày xưa ấy, mấy năm về trước nó chạy gấp tỷ lần RAM 4GB bây giờ nhé. RAM 4GB bây giờ nhiều 4GB ảo ấy. Nó chạy chậm lắm mà nghe nhạc thì quá là hay luôn. Màn hình độ phân giải 2K. Đấy. Đấy, nghe nhạc thì quá là hay luôn. Màn hình thì độ phân giải 2K. Các bạn xem phim này. Phim 4K này. Xem phim 4K thì quá là nét luôn. Mình khẳng định với các bạn luôn, không có phim 4K nào xét S7e à. Màn hình nó đẹp như kiểu trong tranh luôn. Đây mình chưa tăng độ sáng lên nhé. Đấy ạ. Các bạn nhìn nghiêng không có bóng mờ gì nhá. Đấy. Đây, con này thì là máy còn zin áp suất, bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu 100k, phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Nói thật với các bạn mua sản phẩm S7e này dùng sướng sản phẩm đời mới bây giờ, tin mình đi. Đấy, mình là người bán hàng mà. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay bên mình giới thiệu tiếp các bạn là chiếc Samsung S7e. Con này thì cũng là máy zin áp suất nhá. Màu đen bóng nhá, rất là đẹp đi ạ. À, đẹp như kiểu là mới luôn. Con này của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhá. Đấy, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Ây giời. Đấy. 128GB đấy ạ. Đấy. Đấy. Phiên bản 128GB. Bản này thì quá là hiếm luôn ạ. Đấy. Bản quá là hiếm luôn. Đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu 200k nhá. Đấy. 3 triệu 200k đấy ạ. Bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. S7e đấy ạ. Máy màu đen rất là đẹp luôn này. Chụp ảnh ui giời quá nét luôn. Các bạn mua xuống tiền mua những sản phẩm này không hề hối hận. Mình khẳng định với các bạn luôn. Các bạn xuống tiền mua hai con này không bao giờ hối hận, nên các bạn cứ tin mình đi ạ. S7e nó đánh bại những sản phẩm đời mới bây giờ. Tại vì lúc thời điểm nó mới ra là rất là đắt ạ. Nên là các bạn cứ yên tâm sản phẩm S7e đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này, các bạn nhắn tên hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần có thể là địa chỉ cửa hàng. Và quanh khu vực Hà Nội thì bên mình đều có ship trong luôn trong ngày. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm. Mọi lỗi các bạn có thể là gửi qua địa chỉ cửa hàng của mình đây.
và mình sẽ khắc phục và bảo hành cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm ạ. Thì theo cái lời khuyên của mình thì các bạn có nên mua hàng online không ấy, thì theo lời khuyên của mình các bạn nên đi mua hàng online. Những sản phẩm này các bạn mà ra cửa hàng kiểu gì các bạn phải thêm 500.000 nữa, mình khẳng định với các bạn luôn. Những sản phẩm S7e mà đẹp như thế này, mà cấu hình cao như này, các bạn ra cửa hàng kiểu gì phải đắt thêm 500.000 nữa so với các bạn mua hàng online. Đấy, mua hàng online thì bảo hành thì cũng như nhau thôi, các bạn phải mất mỗi công là gửi đi gửi lại thôi. Đấy, đấy, chỉ mất mỗi công gửi thôi. Còn gì nhỉ, mất mỗi công gửi. Còn sản phẩm S7, các bạn mua hàng online các bạn rẻ rất nhiều. Thứ nhất là các bạn bán online thôi nha. Bán hàng online thì các bạn ấy hay là các shop hay cạnh tranh nhau về giá cả các kiểu ABC. Đấy, thì các bạn là người tiêu dùng, các bạn thấy shop bên mình ok hoặc là không ok, các bạn phải là sang shop khác. Đấy, các bạn nên, các bạn ngồi, thứ nhất là lợi điểm như thế, thứ nhất là giá cả. Và thứ hai là các bạn ngồi ở nhà thì có người nói chung là vác tận điện thoại tới tay cho các bạn, là các bạn test máy rồi kiểm tra máy rồi sử dụng. Đấy, rất là ok, rất là sướng ạ. Đấy, rất là ok, rất là sướng ạ. Lỗi thì các bạn có thể là đổi thôi hoặc là bảo hành thôi, rất là ok nhá. Đấy. S7e đây ạ. Đấy. Đấy, các người, các bạn là người mua hàng online thì các bạn là rất là người thông minh và người am hiểu công nghệ. Đấy. Hôm nay ở hôm qua ấy, hôm qua thì nhà mình thì có đi mua cái quạt điều hòa, điều huyết ấy, quạt hơi nước ấy. Ra mua hàng online thì rẻ hơn được gần 1 triệu, cái cũng là cái quạt cấu hình như thế, mà đi mua ra cửa hàng thì đắt thêm hơn gần 1 triệu các bạn nhé. Cái quạt hơi nước đấy mình đi nhà mình đi mua ấy, đi hỏi mua thì là 3,5 triệu, nhưng mình mua hàng online người ta chỉ bán là 2,6 triệu thôi. Đấy, là còn ship về tận nhà, các bạn không phải đi đâu cả. Đấy, các bạn không phải đi đâu, người ta mang về, trở về tận nhà cho mình, lắp đặt, các bạn nhìn thấy chuẩn hàng ok rồi thanh toán. Đấy, mua hàng online rẻ rất là nhiều, nên là các bạn theo lời khuyên của mình, các bạn cứ nên đi mua hàng online nhá. Thứ nhất là mua hàng online là một người quá là thông minh, và thứ hai là người quá hiểu công nghệ. Đấy, các bạn nên mua hàng online nhá. S7e đấy ạ, có hai tên nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được sản phẩm là Samsung S9 Plus này. Đấy, S9 Plus nhá. Đây, S9 Plus đấy. Đấy. S9 Plus này, S9 Plus ạ. Hôm nay thì về một con sản phẩm S9 Plus này, S9 cộng này. Này, S9 cộng này. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con Samsung S9 cộng này cho các bạn xem nhé. Đấy. Màn hình con này là màn hình là 6,2 inch này. Độ phân giải của nó là 2K cộng nhá, HD cộng, 2K cộng. Đấy. Thì là camera của nó thì là 12 megapixel. Đây, camera thì chụp hình rất là nét. Ngày xưa con này nó là siêu phẩm, nó đắt ngang với sản phẩm là Pro Max, iPhone Max bây giờ ấy. Nó như kiểu là sản phẩm S7e này, lúc nó hot ấy. Nó hơn 30 triệu cơ. Đấy. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 256GB nhé. Đấy. Đã chạy Android 10, con này đã lên cập nhật Android 10, các bạn dùng quá tuyệt vời. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Đấy. Này, S7e. Con này, con này là S9 nhé, S9 Plus ạ. Con này thì là máy còn zin áp suất nhá. Đấy, con này S9 Bluetooth này. Con này thì còn máy còn zin áp suất nhá. Đây, máy còn zin áp suất ạ. Zin áp suất. Máy còn zin áp suất này. Đây. Mình lau chùi rất là đẹp này. Máy còn zin áp suất ạ. Cái nốt hôm thì nó hơi bị phẩy phẩy một tí thôi đấy. Cái nốt hôm kiểu nó hơi phẩy phẩy tí đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 5,700K nhá. 5,700K sản phẩm Samsung S9 Plus, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB ạ. Con này thì máy còn zin áp suất nhá. S9 Plus máy còn zin áp suất nhá. Hình thức thì máy rất là đẹp nhá, chỉ bị phẩy một tí hôm đấy. Đấy, S9 cộng. Ngày xưa con này siêu phẩm mấy chục triệu cơ, bây giờ chỉ với 5,700K các bạn sở hữu sản phẩm S9 Plus bản 256GB chỉ với giá 5,700K mà máy còn zin áp suất nhá, nên các bạn cứ yên tâm về đi mưa đi gió nào thì nói chung là mình không ưu tiên các bạn thả nước, nói chung là các bạn đi mưa đi gió rất ok nhá, không bao giờ lo hỏng máy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng này các bạn nên hàng là sớm nhất nhá, 5,700K rất là rẻ cho các bạn nhá, lựa chọn nhá. Đây mình sẽ bỏ sản phẩm này ra đây, mình giới thiệu sản phẩm khác. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được sản phẩm là Samsung A8 này.
A8 2018, máy đẹp như là mới nhá. Hôm nay nhà mình về được nhiều lắm đây này. Đây, A8 2018. Đây ạ. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Đấy. Con A8 2018 này là bản phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là màn hình là 5,6 inch. Con này là HD cộng nhá. Đấy, HD cộng luôn ạ. Cái loại A8 2018 này các bạn đã biết rồi. Nói thật với các bạn, dùng sướng những sản phẩm đời mới bây giờ, mình khẳng định với các bạn luôn. Các bạn mua xuống tiền mua sản phẩm Samsung A8 2018 này. Nói thật với các bạn là người quá lựa chọn thông minh. Mình là người bán hàng online nên là mình sẽ tư vấn những sản phẩm của các bạn mà tốt nhất và rẻ nhất cho các bạn nhé. Các bạn mua những sản phẩm mà đời mới bây giờ, RAM 32 4GB, nó thật với các bạn không bao giờ bằng những sản phẩm Samsung mà thời ngày trước, RAM 4GB ngày trước này. Đấy. Tại vì ngày trước con này nó ra lúc thời điểm mới ra rất là đắt, hơn 10 triệu cơ. Này, nghe nhạc các bạn cực kỳ là, nghe nhạc thì có rất là sướng luôn. Đây, các bạn nghe nhạc vàng thì quá là tuyệt vời luôn. Đây. Đây. Loa hay lắm, loa cạnh hay lắm, mà máy đẹp nhá. Đây, máy đẹp như là mới luôn này. Đấy. Mà mình bên mình thì bán cực kỳ là rẻ. Đây. Đấy, các bạn nghe nhạc cực kỳ là sướng ạ. Đấy. 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 A8 2018 thì hôm nay nhà mình về được 5 con. À, gì nhỉ? 3 2 con đen bóng nhá. 2 con đen bóng này, máy đẹp như là mới luôn này. Đấy. Không khác gì là máy mới luôn này. Đấy. Đấy. Không khác gì là máy mới nhá. Và ba con này thì là màu xanh. Đấy. Tất cả sản phẩm Samsung 5 con A8 2018 này thì tất cả 5 con này là máy còn zin áp suất nhá. Đấy, còn zin áp suất này. Các bạn đi mưa đi gió rất là ok. Đấy. Không bao giờ sợ lo coi như là nước vào máy nhá. Nói chung là mình cũng không ưu tiên các bạn thả vào nước. Đây, máy không khác gì là máy mới. Đấy, tội gì các bạn theo lời khuyên của mình, các bạn có thể là nên đi mua máy cũ nhá. Thay vì mua sản phẩm đời mới bây giờ, đời mới bây giờ nó chậm lắm, nó chậm như con rùa cơ. Đấy, các bạn nhiều khi các bạn phải mua mới, các bạn phải bán đi. Đấy. Và sản phẩm Samsung A8 2018 này thì bên mình đồng giá cho các bạn là 2.600.000 một con nhé. 5 con này bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.600.000 một con. Đấy. Tất cả là máy còn zin áp suất nhá. Đấy. Máy tất cả là máy đều đẹp nhá, zin áp suất ạ. Đấy. Zin áp suất này. Các bạn đấy, 2.600.000. Các bạn cứ tin mình đi, các bạn mua sản phẩm này về dùng sướng hơn những sản phẩm đời mới bây giờ. Mình khẳng định với các bạn luôn. Đấy, A8 không màu đen, bạn nào thích màu đen này, các bạn có thể đặt mua màu đen. Còn các bạn nào mua màu xanh, các bạn có thể là mua màu xanh, rất là đẹp này. Máy đẹp thì không khác máy mới. Đây. Đây, rất là sướng nhé, dùng phê lòi mắt tuyệt vời nhá. Đây. Sướng lắm, nói chung A8 này sướng lắm. Dùng sướng, thứ nhất là không to quá mà không nhỏ quá, các bạn cầm mà rất là nhỏ gọn nhá. Đây, loại này mà ném nhau tuyệt vời luôn ạ. Sản phẩm này chủ đập máy mới hỏng thôi. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất, hoặc là các bạn có thể lao qua địa chỉ cửa hàng mình để mua bán và giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới, rất là ok, rất là sướng ạ. Đây. Mình sẽ tạm thời bỏ bọn này ra, mình level bọn khác nhé. Mấy hôm nay thì mình bận quá, mình không lên clip được, thì hôm nay mình sẽ lại lên đều đều cho các bạn này. Và đây là con Samsung A7 2017 đấy ạ. Đấy. Đấy, con này thì là màn hình của nó 5,7 inch nhá. Đấy, rất là to. 5,7 inch nhưng mà thời 5,7 inch ngày xưa nó rất là to. Đấy, 5,7 inch thì là cấu hình con này là Full HD nhá. Đấy, màn hình của nó là Full HD, AMOLED Full HD. Cấu hình con A7 2017 này thì nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Pin con này là pin 3K6 có sạc nhanh. Đấy, chip con này là chip Exynos. Đấy, dùng rất là sướng. Camera sau là 16 megapixel. Trước sau như một nhá. Đây, trước sau như một. 16 megapixel chụp thì quá tuyệt vời luôn. Con này thì màn hình quá là to luôn này. Đấy, con A7 2017 thì pin cực kỳ là trâu bò. Lúc sản phẩm con này mới ra nó mới rơi giá là 10 triệu quay về nhá. Đấy, nhưng mà bây giờ mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.200.000 nhá. 2.200.000 sản phẩm Samsung A7 2017 này.
Con này thì là máy còn zin áp suất nhá, nên là các bạn đi mưa đi gió rất là ok nhá. Đấy, hôm nay nhà mình tuyển toàn máy ngon, máy đẹp nhất cho các bạn để các bạn lựa chọn sử dụng ạ. Đấy. Sướng lắm, phê lắm. Đây, giảm 3 bộ như 32 không làm bạn thất vọng đâu. Nói thật với các bạn xuống tiền mua sản phẩm điện thoại cũ như thế này, các bạn dùng còn sướng hơn những sản phẩm điện thoại đời mới bây giờ. Các bạn tin mình đi nhé. Mình sẽ khẳng định với các bạn luôn, các bạn mua về các bạn dùng thử, dùng sướng những sản phẩm đời mới bây giờ. Đấy. Quá là nhiều luôn. Đấy, rất là rẻ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7/2017 này, các bạn nhắn hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và tất cả sản phẩm bên mình sẽ báo giá trực tiếp. Các bạn cảm thấy máy bên mình ok và giá bên mình ok thì các bạn liên hệ trực tiếp, nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhá. Đây, hôm nay nhà mình có mấy con chống cháy đây. Oppo A37. A37 thì RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu một con nhá. Đấy. 1 triệu một con, nhà mình có hai con Oppo A37 đấy ạ. RAM 2 bộ nhớ 16, chỉ vì giá 1 triệu đồng một con nhá, rất là rẻ nhá. Giá lợn chết cho anh em về chơi game, xem phim, nghe nhạc, hoặc là các bạn học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đấy, hoặc là các bạn mua về tặng cho các em nhỏ rất là ok nhá, 1 triệu đồng nhá. Đi bị chẳng may mà đi lên lớp mất thì không tiếc. Đây A3S, A3S thì hôm nay nhà mình về được 3 cây. Này, 3 cây. Hai con này thì là 1.750.000 này. Và con này thì là 1.600.000 nhá. Đấy, con này thì xấu hơn một chút. Thì là 1.600.000 đấy. Và con này thì là 1.750.000 một con nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7. Sorry các bạn, là con Oppo A7 Oppo A3S. RAM 2GB bộ nhớ trong 32 RAM 2GB bộ nhớ trong 16GB, các bạn nhắn hàng mình sớm nhất. Con này thì là màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột và pin thì là hơn 4.000, đấy, đời mới bây giờ. Nhưng mà chỉ với RAM 2GB thôi. Những cái bọn đời cũ này RAM 3GB nhưng mà nó thật với các bạn nó nhanh hơn cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, Samsung thì quá tuyệt vời luôn. 1.750.000 là hai con này nhá, đồng giá 1.750.000 này. Và con này là 1.600.000. Bạn nào thích sản phẩm A3S này tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các em nhỏ thì các bạn nhắn hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy. Cháu trước các kiểu ấy, các bạn mua về tặng bừa đi. Điện thoại bây giờ rẻ, các bạn mua về hết tặng hết đi. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Samsung A6 Bluetooth. A6 Bluetooth này thì con này là bản công ty 2 SIM. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000 nhá. Cấu hình con này A6 Bluetooth này là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Đây, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này cũng đã lên được Android 10 rồi. Android 10 các bạn dùng quá là sướng, quá là phê luôn. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 Bluetooth này, các bạn hàng lên sớm nhất ấy. A6 Bluetooth này màn hình rất là to ạ. Đấy. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000. Đấy. Và buổi tối bây giờ thì cũng muộn rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào bên em, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm phúc. Và hẹn các bạn làm clip vào tối ngày mai nhé.